Chào mừng các bạn quay lại đến với vẽ hai lưu. Vậy thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục từ mặt 16 đến mặt 21, từ 5/16 đến 5/31. Bắt đầu thôi. Thank you.
màn cuối cùng. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tạm dừng ở đây. Nếu ai nào thích video này, đăng ký kênh của mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Tạm biệt.